Và tiếp sau đây là chúng ta sẽ lắng nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ có một gương mặt rất là xinh đẹp và một giọng hát cũng rất là mượt mà. Kính thưa quý vị, tiếng hát của nghệ sĩ Như Huỳnh với một bài hát Không Bao Giờ Quên Anh. Và chúng ta cùng dành một tay với tiếng hát của nghệ sĩ Như Huỳnh. Đặc biệt là hôm nay là Như Huỳnh, Như Huỳnh có hẹn bận đồ chung, hay là ai có nhà ý chụp hình thì chụp hình nhanh nhanh thôi, vô thay áo khác. Bắt bốn anh tách ra giường đi, đừng có đứng kế. Cảm ơn anh Quế. Dạ, Như Huỳnh xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị. Dạ, để anh nói tiếp trong phần văn nghệ của mình chuyên nghiệp web hôm nay, Như Huỳnh sẽ gửi đến tất cả quý vị một bài tân cổ nhân đạo Hữu Quốc đã giới thiệu là Không Bao Giờ Quên Anh. Oh,
trong tuổi. Rồi cái món số 3.